Mời các anh chị em trở lại cụm hai sân trong nhà ở Nguyễn Xiển để đón xem trận đấu giữa bốn tay vợt. Trước ống kính màn hình của chúng ta là quần đùi cởi trần là anh Trương, sinh năm 1976, trình độ tennis đang là 820. Đứng cùng với anh Trương là Lam. Lam với điểm tennis hiện tại đang là 680. Đối thủ của Trương Lam là Bình Dốc Men, anh sinh năm 1973, điểm số là 720. Và Tú Victor, sinh năm 1988, điểm hiện tại đang là 705. Chào anh Phan Đạo. Hôm nay là giao lưu giữa hai câu lạc bộ Hoàng Ngân và câu lạc bộ Victoria. Trận này là có tổng giá trị là 200 bia để anh em khoảng 2 rưỡi sẽ là ngồi với nhau. Chào Đỗ Tiến Hưng. Chào Trường Phạm. Trước ống kính màn hình của chúng ta là anh L5, sinh năm 1977, trình độ là đang là 670. Chào Thành Long, chào Lã Hồng Quang. Anh em ra đây Ấn Độ đây, sân Nguyễn Xiển nhá. Bộ Công an Nguyễn Xiển nhá. Vào thứ 6 tuần tới thì tại 125 Hoàng Ngân, trận giao lưu lượt về giữa hai câu lạc bộ. Hiện tại ở sân bên là đang có Roger Trần và Ngọc Sabot đang đánh cùng với lại Đạt Bạc Liêu. Điểm số bao nhiêu rồi nhỉ? Anh Trương ơi, điểm số bao nhiêu rồi? Rất hay. Cú xi mát của anh Trương tương đối tốt. Đúng là trình chấm là nó khẳng định ở những đường bóng với điểm 820. 15 đều. Một bóng. Các anh chị em coi xem hiện tại là máy quay có led không ạ? Em mới đầu tư của máy Samsung Note 8. À, rất lét à. Đấy, chào Nguyễn Trường Nhân, chào Đức Linh Hiệp, chào Lê Hải, chào Nguyễn Chiến, chào Linh Ruby, chào Đỗ Văn Huy, chào Duy Linh, chào Tân Hồng Sơn, chào Thùy Dương. Mất hình rồi à. Tỷ số bao nhiêu Lam ơi? 2-0 nghiêng về đôi Trương Nam. Với số điểm cộng lại của đôi Lam Trương thì bây giờ đang rơi vào là 1.500. Còn đôi Bình Dốc Men và đôi Tú thì mới đang là 1.425. Cú forehand của Tú Victor qua quắm vào người của anh Trương. 0-15. Chào Tùng Djokovic. Cú đánh lừa của anh Bình Dốc Men đã không như ý muốn.
bóng rút lưới, điểm số 15 đều. Ý tưởng của anh Bình Dốc Men là rất tốt, nhưng về trình độ thực hiện những quả bóng đấy thì vẫn chưa đạt đến. Chào Ngọc Anh, chào anh Ngô Đại Phúc, chào Lê Huy. Trân trọng mời tất cả các anh chị em đam mê tennis giao lưu đến với hai sân Nguyễn Xiển để giao lưu cùng hai câu lạc bộ. Vào ngày mai thì ở 125 Hoàng Ngân ở câu lạc bộ Sinh Hoạt, và thứ sáu tuần này thì sẽ là diễn ra trận lượt về giữa hai câu lạc bộ. Cũng rất mong mời anh chị đến để giao lưu cùng hai câu lạc bộ có những đường bóng lạ. Môn tennis là môn làm cho tất cả các anh chị em cả nước đam mê, yêu mến và siết lại gần nhau để biết đến nhau. Chúng ta chỉ đến với nhau bằng tennis chứ không phải đến nhau về một cái gì đó. Thời tiết khoảng 2 hôm nay là rất đẹp. Chỉ có đến giải của Thần Điêu tổ chức là nó mưa thôi. Đông em. Do bóng A của Nam, điểm số 3-0. Có trang phục tương đối giống nhau, và chúng ta trở lại trận đấu chính. Chào bóng ao của Nam, điểm số 15-0. Bắt bóng ao của Tú Victor, điểm số 15 đều. Em hôm nay yếu lắm, không đánh được. Anh mới bách lò gạch, anh mới bách lò gạch. Rất tốt, cú lốp bóng rất tốt. Điểm số 15-30. Chào Đào Thắng, chào Sơn Hoàng, chào Lam Nguyễn, chào Phương Nguyễn. Có nhiều anh em thì nói là mùa này là mùa mát, chơi ngoài trời sẽ tốt hơn. Nhưng theo Thần Điêu nghĩ thì sân trong nhà vẫn là tốt nhất. Không có gió này. Rồi thời tiết không phải lo. Đúng là mỗi người một suy nghĩ. Ngoài trời thì không mất tiền sân, còn trong nhà thì phải mất 120.000 một giờ. Sự khác biệt nhau rõ ràng. Ba một à? Giơ bóng thứ năm. Anh Trương cầm dao bóng, điểm số đang là 3-1. Sân này sân Nguyễn Xiển nhá. Đây là sân tuổi trẻ à? Nguyễn Xiển nhá Hoàng Sơn ơi. Thật ra anh cũng chẳng biết tên này là gì, anh chỉ biết sân này tên là gì, chỉ biết là nằm ở đường Nguyễn Xiển thôi. Hôm nay chủ tịch câu lạc bộ Victoria là anh Trương đã đặt một con chó và 6 con cá chuối để làm lẩu. Trưa nay hai câu lạc bộ giao lưu. Chào Huyền Kiko, chào Tuấn Long.
sân tuổi trẻ Bộ Công an. Cũng không biết phải sân là tên là tuổi trẻ hay không, nhưng mà không phải làm trong khu vực Bộ Công an, chỉ gần Bộ Công an thôi, vì làm ở ngoài bên cạnh nhà hàng bia, bên quán bia bên nhà hàng. Ok Sơn Hoàng ơi, ra đi nhá. Sơn Hoàng ra đi, anh em đánh thoải mái đến tận 2:30. Tuấn Long ơi, không phải hôm nay là anh chủ tịch câu lạc bộ Hoàng Ngân thì đi cùng anh em ra giao lưu với hai câu lạc bộ, chứ anh không phải đánh ở đây, xuống giao lưu cùng anh em thôi. Được rồi, xếp sân bên kia đi, đang trống kìa. Chào Nguyễn Ngọc Anh, chào Đồng Ba Đức. Đã đấy, xếp sân cho anh em bên kia đi. Bóng thứ 6, Tú Victor cầm giao bóng, điểm số đang là 1-4. Cú bắt lưới hay quá của Tú Victor, chỉnh như tầm 850. Chúng ta chỉ nhìn được cái tầm từ 850 mới bắt được những quả lưới như vậy. Đánh bóng không qua lưới của anh Trương, điểm số cho đôi Tú Bình. Chào anh Trung Linh Đàm nha. Đường bóng rất hay của bốn tay vợt. Và người thắng cuộc đó là anh Bình Dốc Men. Bốn mươi ba mươi. Bốn mươi đều. Chào Công Đạt, chào Nguyễn Xuân Đức. Bóng vàng. Cú xì mát quá tốt của anh Trương. Đổi giao bóng. Đưa bóng thứ 7. Lam là người cầm giao bóng. Điểm số đang là 5-1. Ok em, thì anh gọi là nhà Mạnh Chí Mây nhé. Thank you.
Do chào Nguyễn Huy Khôi này, đây là do tính chất của anh em đánh giao lưu với nhau cho nên là không có bắt nhà lỗ nhẫm vạch. Cho nên là ai muốn bước vào lửa mét đến 1 mét đến 2 mét cũng kệ. Thế là quy định của anh em thống nhất. Ngọc xe bó đây. Ngọc, trận đấy em ăn hay thua đấy? Thắng sau mấy? 6-1 á? Ngọc xe bó và Jô Đơ Trần vừa thắng đôi Đạt Hoàng Nghiêu 6-1. Chào Nguyễn Ngọc Hải, chào đồ lưu niệm tennis. Chào Mai Trọng Đức. Trận đấu ở sân bên kia là sẽ là L5 và Bách Lò Gạch gặp Lãm Tennis và một ai nữa thật điều không biết tên. Có vẻ như Tú Victor chưa đánh vào tay. Trận đấu đã kết thúc với tỷ số 6-1 nghiêng về đôi câu lạc bộ Victoria. Và Thần Điêu xin trân trọng chào tất cả các anh chị em. Chúc các anh chị em một buổi trưa vui vẻ. Và Thần Điêu sẽ tạm dừng livestream trận đấu này để có những trận đấu sau sẽ hay và gây